công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Nào ai nhớ được bao ngày tháng năm, cuộc đời biết mấy gian truân, sinh thành dưỡng dục thành thân nên người. Ai sinh ra ở trên ý đời, khi nghe tiếng ru ngọt ngào trên môi mẹ những ngày còn thơ, êm êm võng đưa nhẹ nhàng đôi tay, mẹ dịu ngọt những lời chan chứa yêu ý thương cho con giấc ngủ cả cánh trường. Nụ hồng chúm mi chìm mi đôi môi con yên giấc ngủ cả cánh trường. Mẹ dành tất y cả y cho y tiếng mẹ âu ơ. Con khôn lớn lên lòng mẹ nóng trông tháng y năm đợi chờ, con khôn lớn để mẹ cậy nhờ. Bao ngày y tháng mẹ chờ trông mong sao con được vẹn y tròn, là niềm mơ y ước mẹ hằng y mong y. Con khôn lớn lên trong tình thương cha mẹ với tình làng quê, con luôn lắng nghe lời dạy quyết chí say mê chuyên ni tâm học hành, mai sau công toại sanh y thành, xứng là cho y giỏi. Con y ngoan bỏ công cha mẹ sinh y thành, xứng là cho y giỏi. Con y ngoan con đi bốn phương con về khắp nẻo miền quê, con luôn khắc ghi trong lòng hồ dễ ai ơi với quê hương mình, công cha nghĩa mẹ ơn lì thầy. Phận làm con y cháu khắc ghi sau công cha nghĩa mẹ ông bà mình, phận làm con y phải báo ơn y sâu. Tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui mọi người nha. Hôm nay sư cố hát, sư cố chịu, sư không động một cái tai của mình nữa, xem nó có được là bao nhiêu không mọi người.
mặc dù nó hơi ù, nó hơi sột soạt, nhưng mà sư cũng cố gắng. À, mọi người thì cứ nói là trời ơi sao thầy cứ lại cứ phải chỉnh cái đeo tai liên tục như vậy. Sư sẽ cố gắng sư không chỉnh nữa, xem nó như thế nào mọi người nha. Chàng quân đi quy với bao thầy là thầy gần xa, là con y dâng trà nát y tòa y ơ nát y tòa y hương gần xa cùng hòa là hòa theo điệu hát ấy ngân nga ý rộn ràng là vui ý xóm làng chiếu ý tòa ý ơ chiếu ý tòa ý ơ lòng mình ngày soi ý dậu mà đức ý hành chứ vô vàn là vạn niềm vui là vui ý vô cùng an ni lạc ý ơ an ni lạc chứ yêu ý thương về chùa là chùa tôn ni kính chứ dâng hương ý khăn cầu là dâng ý anh linh chiếu ý tòa ý ơ chiếu ý tòa ý ơ đạo vàng con thỉnh cầu là ngài ban mưa pháp chứ vô vàn là vạn niềm vui là vui ý vô cùng con ni niệm ý ơ con ni niệm chữ gì miếng trầu đắm nghĩa quê hương mời thầy cùng khách thập phương xây cùng về chùa dưới mái nhà chung cửa thiền rộng mở mênh mông đạo vàng thì tay ở con nâng khai cơi có đường ý ơ dầu mặt ni con nhìn chỉ nhìn con liếc liếc con xem mấy ai xin được tính dâng lên thầy cùng con a ơi a thử rằng là cùng Phật tử cùng rằng là muôn nơi về ý vui là vui thăm chùa càng thăm thêm đạo và đời chứa tràn anh đạo người soi hân hoan chung câu y hát lòng con chung câu y hát ơ câu anh đạo sáng y soi hân hoan chung câu y hát lòng con chung câu y hát ơ câu anh đạo sáng ngời soi sáng soi anh đạo ngời soi. Hơi bị sai lời một tí nhưng mà chắc là mọi người sẽ không phát hiện ra được.
đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi. Con đi xuất gia gian khổ nhật rồi, một ngôi tịnh thất bằng mái am chanh, một vầng trăng sáng lòng lành, nhưng lòng mỗi dừa con tu hành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên. Dù cho buồn khổ mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thân con đi tu viết nòi gương từ bi, con còn đi phá vô minh, thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm, tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa quê nhà mến thương. Dù cho buồn khổ mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thành tâm quỳ kính ơn từ bi, ơn trên chứng minh con vào lớp thiền. Đời con đã biết lìa néo vô minh, tìm vào biên chí vô sinh, nguyện cầu đất nước mãi an lành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên. Dù cho buồn khổ mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩ mẹ con nguyện vuông tròn. Thân con đi tu quyết nòi gương từ bi, con còn đi phá vô minh, thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm, tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa quê nhà mến thương. Dù cho buồn khổ mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thành tâm quỳ kính ơn từ bi, ơn trên chứng minh con vào lớp thiền. Đời con đã biết lìa néo vô minh, tìm vào biển trí vô sinh, nguyện cầu đất nước mãi an lành.
đời con đã biết lìa neo vô mình, tìm vào biên chí vô sinh, nguyện cầu đất nước mà y an lành. Sự cố chịu đựng vẫn chưa động vào chỉnh vào cái tai đúng không mọi người? Người đã đứng thật lâu dưới những dòng nước mắt, và nét sầu tư triếu nặng những tâm mà hồn. Có phải đây là những giọt lệ ăn năn xa môi muộn? Trong ngày lễ du lan mùa bao hiu, chẳng nhớ một bóng hình biển biệt cõi xa xăm. Còn bà áo bạc màu chân đất tóc hoa râm, con của bà đâu lại để bà bán buôn vất vả? Tôi muốn tự mình đi bán những bông sen để nuôi dưỡng mẹ hiền đang sống gần trăm tuổi. Bà đã ngoài 60 còn nuôi được mẹ hiền thấm tuổi, còn tôi suốt thời qua niên dài khờ nông nổi, xa đọa ăn chơi ham danh đời bạc tiền. Gần như tôi lãng quên mình không có mẹ hiền. Rồi khi vấp ngã trên đường đời gai góc, khi tôi quay về thì mẹ đã ra đi. Những tháng năm dài mòn mỏi ngóng trông con, thiếu áo đói cơm mẹ nhớ con mòn mỏi. Người ta kể lại rằng trước giờ hấp hối, gợn chút hơi tàn mẹ khẽ gọi con mà ơi. Đây những bông sen mang tất lòng xin tặng cho người dâng lên mẹ kính yêu. Tâm mẹ nhân từ lòng mẹ bao dung, thương con dài mẹ không buồn không mà giận.
Dân biết lòng mẹ nhân từ bao dung như trời cao biển rộng. Nhưng từ hôm nay tôi lạc loài trong cuộc sống, biết tìm đâu hơi ấm của thâm mà tình. Khi mình lỗi mình sai, ai sẽ giải khuyên mình? Bổn phận làm con phải có lòng hiếu thảo, nhưng mẹ đã không còn thì hiếu thảo với ai đây? Hạnh phúc cuộc đời đâu ai tặng cho ai, khi còn ở trong tay xin trọn lòng gìn giữ. Ôi những bông sen mang tất lòng hương hiếu thảo, ôm nó trong tay mà chua xót nghẹn ngào. Mẹ ơi mẹ ở phương nào, đêm đêm nhớ mẹ lễ trào ước mi. Mỗi năm mỗi tháp đèn trời, ước gì mẹ sống đời đời bên con. Bác Phạm Dung yêu cầu thầy hát cái bài Nõn Ba Tầm, thầy sẽ hẹn khi khác. Bây giờ thầy chia sẻ cái video này, chắc là một cái video mà không chỉnh cái tai của thầy nhiều nhất, đúng không mọi người? Tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người có một cái buổi tối thật là an tĩnh về đêm mọi người nha.